Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, máy ảnh là một phát minh rất là hay của con người, và càng ngày thì máy ảnh càng rất là phổ biến, đặc biệt là khi mà điện thoại thông minh ra đời, người ta gắn cái camera vào trong máy ảnh thì ở đâu chư vị cũng có thể dùng máy ảnh để mà chụp hình được. Tuy nhiên trong hộ niệm thì việc chụp hình nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào? Thì vào tuần trước, lão cư sĩ cũng đã nói đến về vấn đề chụp hình khi đang hộ niệm. Và trong tuần này, lão cư sĩ sẽ tiếp tục nói về vấn đề chụp hình khi đang hộ niệm. Và câu trả lời trắc nghiệm hôm nay là câu B. À, tối kỵ nhất là giai đoạn lâm chung, ánh chớp và tiếng động của máy chụp hình có ảnh hưởng xấu đối với người bệnh. Xin thưa với chư vị nghĩ rằng câu này là đúng hay sai? Xin cho chúng con câu trả lời. Dạ. Và sau đây chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải rõ hơn về câu này cho chúng con được hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni chứng minh cùng chư vị. Vấn đề 38 này đơn giản chỉ có ba câu ABC. Hôm nay do ông nói BC luôn cho hết luôn rồi. Không có gì phải hết. Nói chung là chúng ta không nên chụp hình. Dặn dò các vị không nên chụp hình trong lúc hộ niệm. Cái khung cảnh hộ niệm cũng không có đẹp đẽ gì đâu. Người ta mặc áo tràng thùng thình ngồi chắp tay niệm Phật đơn giản, cái nào giống như cái đó. Mà chụp người bệnh thì lông trong lúc nhăn nhó nó cũng không có gì đẹp cả. Nói chung là tất cả không có gì mà còn phải lưu lại tấm hình khi chúng ta hộ niệm. Thế cho nên chúng ta thôi chấm dứt cái chuyện mà chụp hình đi. Và cái câu C là cần hỏi qua người bệnh, nếu họ không phiền não thì cũng có thể chụp hình lưu niệm, đúng không chứ vậy? Không. Sai luôn. Lưu niệm gì mà lưu niệm? Cái lúc mà người bệnh chụp, người ta nói thôi đừng chụp, mặt tôi nhăn nhó quá mà chụp gì, áo quần lộn xộn quá mà chụp gì. Chụp cái lúc mà người ta thoa son đánh phấn đi làm đám cưới rồi muốn chụp sao đó chụp, chứ lúc nằm trên giường bệnh mà chụp cái gì. Nói chung là chụp hình không có cái gì mà gọi là hấp dẫn. Thế cho nên chúng ta miễn luôn chụp hình. Đó là tổng kết vấn đề 38, là chụp hình đang hộ niệm hoàn toàn không có gì gọi là hay ho cả. Thôi bỏ luôn, chứ vị chịu không? Chịu thì khỏi chụp hình là được rồi. Để chúng ta dành thời gian để trả lời câu hỏi, tại vì nghe nói cổ nhiều quá rồi. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin tri ân lão cư sĩ.